lâu rồi chị? Dạ lâu, mười mấy năm. Bên đây tiệm mở đầu tiên nha, vô cái tiệm thứ hai mới đúng. Ủa nhìn ngon chứ chị? À là cái này đó không? Cái bún mắm này không? Ồ, Tháp Nhạn là chỗ đó. Ồ, chiều nay mình ghé đi coi, đi tham quan Tháp Nhạn nha. Ủa sao em chị tưởng leo núi? Vô nhà, hôm nay mình sẽ ăn bánh tay dạ. Bánh bèo nồng. Lát hồi thử bánh một lọc Huế luôn không? Kệ nói củ gì tiên mà. Ăn bánh một lọc Huế luôn không? Ồ, bánh cơm nóng nữa kìa. Đó. Mình ăn bánh dạ mình kêu cho trên này nha. Quán này tên gì? Không có tên. À, Tháp Nhạn. Có ốc đông xương ở ngay chỗ đầu đường. Quẹo vô, đi vô đây là núi gì? Núi Nhạn à? Núi Tháp Núi Nhạn. Vậy nó có thác hả hay là sao? Không, tháp á, cái tháp á. Cái này mình kêu cho em thêm một cái gì vàng. Cái gì? Huế nè, một lọc Huế nè. Em kêu ít đá mà cũng lấy đá nhiều không ăn được. Lấy nha chị. Múc nhiều luôn. Đây chị ăn kèm ăn nhiêu rồi em biết ăn nhiêu. Ủa chả lụa chứ không phải cái gì, không phải bánh một lọc. Chả này nè. Ủa em kêu chả lụa hả? Không, kêu để ở đây á khi nào chị ăn. Đây là bánh bèo, bánh bèo bánh bèo. Ăn nhiều tính nhiều. Ok, tính cái luôn. Giống như mình ăn bún bò Huế đó không? Trời ơi, cái chén này chút xíu ta ăn hết mâm luôn á. Ăn hết. Cho ăn chục mâm. Ham hố, ham hố. Không phải em đổ bánh bèo ngon. Ủa biết làm hả? Hay vậy? Đổ xoáy ngon lành. Đó không hay đổ luôn. Sạch sẽ chưa? Cầm đũa, cầm làm nha chứ không có móc tay mà gì đâu. Em làm cái này thất bại, giờ em không làm nữa. Yeah. Em làm một lần thôi, thất bại. Chắc mai mốt cũng làm lại. Em làm, em quấy luôn. Chứ không giống, quấy luôn cho nên nó trong, nó dẻo quá, gói vô khó. Nó dịu cho mình, em chịu khó em làm. Nhưng mà ý là của chị là vẫn để đục đục, nhà của em là nó quấy trong luôn. Quấy trong luôn. Cho nên là không có gì được. Nhưng mà đây, đục đục, bánh nó mới ngon không? Ừ. Thôi mà hồi giờ một nửa, một làm biến thêm một nửa chín, một nửa xong. Thôi giờ em làm biến, em ăn đi ra ngoài ăn cho nó xong, khỏe. Nhưng mà ý nhiều khi nó bắt tiền mình ở nhà có mình ăn nó tiền nhanh không? Mà cái đây hấp nó ngon. Nói đẹp quá ha. Hấp nó nhanh, tiền mỗi nhiều khi mình té hấp mình ăn. Lá bộ rẻ lắm sao mà gói dày hả? Đá vậy. Té ở đây rẻ. Cán lâu rồi gói cho bọn. Đúng rồi, chính xác. Ngồi ăn cho nó sướng. Hôm nay tôi ăn được mấy món tôi yêu thích luôn ngày hôm nay nha. Là món nước mía luôn đó. Mình rất là ăn bánh bèo. Giang nhìn thấy món khác ăn luôn. Qua dạt là có hai loại nha, màu xanh nè. Là đậu xanh không? Đậu xanh với lại tôm. Em thích ăn cái này hơn. Ăn này là lạ chứ ăn bao giờ. Đây là bò, đây bánh bèo bên đây. Cái đó là cái gì chị, cá hay là thịt heo chị? Thịt ha. Dễ thương thì một cái mâm bánh bèo vậy đó. Nè, nước mắm ngon là ngon thêm nước mắm. Đưa bầu dưới là dẹp bên đây, nào đi đúng mía. Mía mà đưa cho ảnh hết rồi. Chắc hôm nào ra ăn quá giờ bụng đâu còn nữa mà ăn. Ốc này là ốc cơm á. Ốc gọi là ốc gạo. À, ốc gạo, ốc gạo. Ồ, em kêu ốc cơm là em nhớ cái chữ gạo hôm ra. Ồ, nhìn mập quá ha, bự quá ha. Bên em nhỏ nhỏ không à, trong Nam sao thấy nhỏ nhỏ không à. Ốc bự ngon nè. Ra đúng rồi. Ở chỗ này là nè, bên anh. Đặc biệt là cá. Wow. Cá chị em bỏ lên là em bán bao nhiêu một phanh? 70 phần. Nhìn hấp dẫn quá trời.